khuyên những người khoản đãi thầy giáo. Người đời không ai không thương yêu con cái, nhưng lại thường không biết cách thương yêu cho thích hợp. Hãy xét như việc mời thầy về dạy cho con, vốn có lòng mong con thành danh, được đứng vào hàng kẻ sĩ chân chánh. Nhưng vì muốn khoản đãi thầy giáo mà lại thường xuyên luộc cá, nấu tôm, giết gà, mổ vịt. Ví như mỗi năm giết hại đến ngàn sinh mạng, ắt trong 10 năm phải giết hại đến hàng vạn chúng sinh. Tích lũy lâu ngày như thế, con em mình dù có phúc đức lớn, e cũng phải hao tổn đi nhiều, huống hồ những trường hợp không đủ phúc đức sâu dày. Nếu cho rằng việc đãi ăn không thật thịnh soạn, e không vừa lòng, thì có thể đem hết số tiền dành cho việc giết gà mổ vịt đó mà tăng thêm lương bổng cho thầy giáo, khiến cho người làm thầy luôn được hài lòng vui vẻ trong việc dạy dỗ con em mình. Như vậy thì sự thiếu sót khoản rượu thịt kia ắt có thể châm chế, mà con em mình thì mỗi ngày đều tự nhiên được thêm phúc đức, tăng tuổi thọ. Thế thì cần chi phải giết hại vật mạng, để rồi phải vì đó mà đọa vào trong ba đường ác. Vì lo bữa ăn làm hại đến con. Tại huyện Thường Thục, có một người dùng súng bắn chim rất giỏi, đã giết hại không biết bao nhiêu con chim. Đến năm 40 tuổi, sinh được một đứa con trai dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, trong lòng hết sức thương yêu, nhân đó liền tự hối lỗi ngày trước, từ bỏ không bắn chim nữa. Đến khi con lớn mời thầy dạy học, vì lo bữa ăn cho thầy nên quay lại nghề cũ. Được hơn một năm thì đứa con mắc bệnh đậu mùa, toàn thân nổi đầy những mụn bọc đỏ, da thịt cháy bỏng, các lỗ chân lông trên người đều trồi ra những viên sắc nhỏ như đạn bắn chim rồi chết. Lời bàn: những viên sắc nhỏ ấy từ đâu mà có? Chẳng phải là tất cả đều do tâm thức tạo ra đó sao? Làm thịt dê chuốc họa cho con. Ở Huy Châu, có người tên Phương Thượng Hiền, nhà rất giàu, có hai đứa con trai, mỗi đứa đều thỉnh riêng thầy dạy học. Đứa con nhỏ do người thiếp yêu quý sinh ra, ông thương yêu lắm, nên càng đặc biệt hậu đãi thầy dạy nó. Ông thầy họ Điền thích ăn thịt dê, nên mỗi ngày Thượng Hiền đều đãi món này. Đến nỗi trong chuồng, lúc nào cũng nuôi sẵn 3-4 con dê, chọn con béo nhất mà giết. Vào năm Bính Ngọ, thuộc niên hiệu Khang Hy, đứa con trai nhỏ ấy bỗng phát một cái ung nhọt lớn phía trước cổ, kêu khóc đau đớn suốt nửa tháng mà nhọt vẫn chưa vỡ. Ngày nọ, đứa con ấy bỗng kêu lên như tiếng dê rồi chết. Lời bàn: họ Phương kia đã chịu quả báo, thầy giáo họ Điền cũng khó tránh khỏi. Nam
Nam mô A Di Đà Phật.